tránh xa với lời kêu gọi biểu tình vào ngày 2 tháng 9. Hiện nay, trên các trang lề trái xuất hiện nhiều thông tin về cái gọi là phát động cuộc tổng biểu tình toàn quốc vào dịp ngày 2 tháng 9 để lật đổ chế độ Cộng sản ở Việt Nam. Những kẻ này hô hào, vu cáo rằng luật an ninh mạng, luật đặc khu và nhiều đạo luật là hành dân hại nước nên cần tổng biểu tình để lật đổ chế độ độc tài đảng trị. Thậm chí chúng còn hướng dẫn các thủ đoạn làm như làm kẹt xe, tạo sự tê liệt toàn thành phố, thậm chí chặn cầu, chiếm công sở, đốt xe cộ, quốc kỳ, dùng gạch đá, bom xăng. Chúng sử dụng những vấn đề nhạy cảm để làm cái mác lừa bịp, kích động người dân như yêu nước, tự do, dân quyền và nhân quyền. Qua tìm hiểu được biết, chúng gọi phong trào biểu tình là cách mạng mùa hè ở Việt Nam, được bắt đầu từ sự kiện biểu tình vào ngày 10 tháng 6 năm 2016, trong năm 2018, khi Quốc hội lấy ý kiến dự thảo luật đặc khu. Và lần này, chúng kích động biểu tình bằng việc tán phát lời kêu gọi tổng biểu tình được viết trên những tờ tiền mệnh giá thấp rồi gửi ở ngân hàng. Điển hình là ngày 1 tháng 8 năm 2018, cơ quan chức năng đã bắt quả tang Võ Thị Diệu Huyền, thôn Tiến Phú, xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, khi đi gửi các tờ tiền có dòng chữ mùng 2 tháng 9 2018 tổng biểu tình ở ngân hàng. Ngoài ra, chúng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, lừa bịp người dân mang theo vũ khí đi khi đi biểu tình với lý do để tự vệ, nhưng thực chất nhằm tạo ra sự hỗn loạn để dẫn tới hành vi phá rối và bạo lực nguy hiểm. Có thể thấy rằng mọi người không còn lạ lẫm gì với các chiêu trò tổng biểu tình hay biểu tình ôn hòa của các đối tượng chống đối. Lần này, chúng lợi dụng cả sự kiện cả nước nghỉ lễ kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chúng kêu gọi tổng biểu tình với ý đồ tạo ra một sự kiện có màu sắc chính trị gắn với cái gọi là một cuộc cách mạng tháng 8 lần thứ hai. Hậu quả của các cuộc biểu tình trái pháp luật gây mất trật tự, mất an ninh trật tự chắc hẳn ai cũng nhận thấy, và người chịu thiệt nhất vẫn là nhân dân, là những người nhẹ dạ cả tin theo lời xúi giục của các đối tượng xấu xuống đường biểu tình. Sự kiện Bình Thuận thấy rằng không chỉ những người dân lương thiện nhẹ dạ cả tin bị các đối tượng xấu lợi dụng kích động tham gia biểu tình, mà chúng còn đưa cả những đối tượng hình sự ma túy với tâm lý sống ảo, thích được thể hiện và được mua chuộc bằng số tiền chỉ vài trăm nghìn đồng để làm những điều vi phạm pháp luật, tiếp tay cho âm mưu phá hoại đất nước. Mong rằng mọi người cần cảnh giác trước những lời kích động, xuyên tạc, lừa bịp của các đối tượng xấu tham gia vào các cuộc biểu tình gây rối an ninh trật tự chống chính quyền nhân dân. Khi phát hiện thấy những hành vi kích động của các đối tượng xấu, cần báo cáo ngay cho cơ quan chức năng kịp thời để xử lý giải quyết. Cuối cùng, hãy yêu nước bằng trái tim nóng và cái lòng lạnh.